Trong cuộc sống của chúng ta, thính giác và giác quan được sử dụng nhiều nhất trong năm giác quan, nhưng năng lực và sự phát triển của nó vẫn còn rất ít được biết đến. Bạn có biết rằng ngay cả với một thai nhi, trí nhớ của em bé sẽ được bắt đầu với thính giác để chuẩn bị cho cuộc sống khi chào đời. Mặc dù thính giác của chúng ta vẫn hoạt động khi chúng ta ngủ, tại sao một số âm thanh lại đánh thức chúng ta và một số âm thanh khác thì không? Nghe và lắng nghe, cả hai đều có vẻ tự nhiên đối với chúng ta, nhờ có một hệ thống mong manh và phức tạp có chức năng bắt được tốc độ của âm thanh. Nhờ có thính giác và sức mạnh đáng kinh ngạc của nó, có khả năng tạo ra kết nối giữa âm nhạc và não bộ, những khám phá gần đây cho thấy chúng ta có thể có khả năng nghe được tốt hơn và trong một khoảng thời gian dài hơn. Khả năng thính giác của con người không được phát triển cao như một số sinh vật khác trong tự nhiên, mặc dù điều này có thể trở thành hiện thực trong tương lai nhờ những tiến bộ sinh học. Từ việc nghe những đơn âm đầu tiên cho đến việc phát hiện ra những dải âm thanh tần số vô cùng rộng, cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia nghiên cứu, xử lý và phát minh, hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới của âm thanh, của thính giác bằng mắt thường và đặc biệt với đôi tai mở rộng. Matisse bị sinh non và có một dị tật ở màng nhĩ. Sau khi trải qua hai lần phẫu thuật, thính giác của cậu bé vẫn còn yếu. Và ở 2 tuổi rưỡi, cậu gặp khó khăn khi giao tiếp so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cha mẹ cậu quyết định cho cậu được cấy ghép ốc tai điện tử, một giải pháp tốt nhất có thể tại thời điểm hiện tại. Matisse này, chiếc túi này sẽ cùng chúng ta đi đến gặp bác sĩ. Chúng ta chuẩn bị đi rồi. Con có muốn đeo túi lên lưng không nào? Loại hình phẫu thuật này cực kỳ hiệu quả cho trẻ em từ 2 đến 4 tuổi. Sẽ được thực hiện ở khoa tai mũi họng của Bệnh viện Necker ở Paris. Để hiểu được thành phần của một ốc tai điện tử, cần phải lưu ý rằng phần cấy ghép này có chứa một thiết bị vi xử lý thông qua hộp sọ, có thể nhận được âm thanh bên ngoài qua một microphone. Phần cấy ghép này giải mã âm thanh thông qua các xung điện nhỏ đến một mạng lưới 22 điện cực được kết nối với dây thần kinh thính giác. Tín hiệu này sau đó kích thích vùng thính giác của não bộ. Hai tiếng sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ Nathalie Loudon bây giờ có thể kiểm tra thiết bị cấy ghép. Phản ứng rất tốt. Xin chào, bạn đang giao tiếp trực tiếp với bộ não của bệnh nhân. Chùm tia được phóng ra ở đó và chúng ta đang nhận được các tín hiệu phản hồi tốt từ dây thần kinh. Thực tế, não bộ đảm nhiệm 70% công việc. Bộ cấy ghép chỉ là nền tảng của toàn bộ cấu trúc. Sáu tháng sau cuộc phẫu thuật, Matisse giờ đã 3 tuổi, được gắn bộ cấy ghép đang trải qua những xét nghiệm thính giác để đảm bảo cậu bé có sự phát triển thính giác bình thường. Cái đĩa, cậu bé. Khi được kích thích thính giác bằng một bộ cấy ghép, bước đầu tiên sẽ là tiếp nhận thông tin tổng thể. Đứa trẻ sẽ cảm nhận được những thông tin mới và dần dần não bộ sẽ tạo ra sự phân biệt tiếng ồn là gì, sự khác biệt giữa các tiếng ồn, âm nhạc, và rồi sau đó là lời nói và sắc thái khác nhau của lời nói. Thính giác bao phủ một khả năng rộng lớn, không chỉ giới hạn trong riêng việc nghe.
Khi chúng ta may mắn có được hệ thính giác hoàn hảo, bất cứ lúc nào chúng cũng đóng vai trò chỉ dẫn, cảnh báo chúng ta, cho chúng ta khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên điều quan trọng nhất, nghe giúp chúng ta kết nối với những cá thể khác trong xã hội. Và tất cả những điều này là nhờ vào chức năng đặc biệt của thính giác. Khả năng phi thường của thính giác con người là một lĩnh vực được đặc biệt quan tâm nghiên cứu tại Đại học Anh Quốc, tọa lạc tại khu nghỉ dưỡng bãi biển phía nam Brighton, nơi mà trong 40 năm qua, tại khoa nghiên cứu thần kinh học, tiến sĩ Ian Russell đã nghiên cứu các chức năng sinh lý và thần kinh của giác quan tuyệt vời này. Những tính năng nổi bật nhất của thính giác con người, đầu tiên là phạm vi hoạt động lớn của nó. Chúng ta có thể nghe thấy từ tiếng thì thầm nhỏ nhất cho đến tiếng động lớn như của một máy bay cất cánh. Có nghĩa là chúng ta có thể nghe thấy âm thanh có độ to nhỏ khác nhau hàng triệu lần. Một khả năng khác đó là khả năng phản xạ lại với các tần số ở tai trong của chúng ta. Việc xác định tần số này cho phép ta phân biệt các loại âm thanh khác nhau. Trên thực tế, chúng ta có thể nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, ví dụ như ai đó thì thầm vào tai ta giữa một buổi đại nhạc hội rock. Thêm nữa, tại sao chúng ta có hai tai? Ưu điểm đó là để xác định nguồn gốc của âm thanh. Có những cơ chế trong não bộ giúp so sánh tín hiệu âm thanh từ cả hai tai. Nhờ những cơ chế này, chúng ta có thể phân biệt sự khác nhau về mặt thời gian tiếp nhận âm thanh lên tới 700 microgiây, nghĩa là nó cực kỳ nhanh. Để khám phá hiệu suất của hệ thống thính giác, hãy sử dụng nó để lắng nghe thật kỹ. Chúng tôi đang quan sát trên một đường dẫn nhỏ, chỉ có 5cm, giữa chất khí và chất lỏng, nơi các sóng âm thanh được chụp, được truyền đi và được mã hóa. Cấu tạo của tai ngoài bao gồm các vành tai với cấu tạo là các sụn dẻo có khả năng bắt được sóng âm thanh và chuyển chúng vào màng nhĩ thông qua các kênh thính giác bên trong. Màng nhĩ của chúng ta rung nhiều hay ít phụ thuộc vào cường độ của những con sóng này. Ở bước thứ hai của công đoạn, từ phía bên kia của màng nhĩ, chúng ta sẽ đến được tai giữa. Đó là buồng khuếch đại trong ốc tai với các đoạn xương nhỏ, nơi cường độ sóng âm thanh được nhân lên 20 lần. Phần cuối cùng của hành trình âm thanh là từ phía bên kia của khung cửa sổ hình bầu dục diễn ra trong môi trường lỏng. Ở đây chúng tôi tìm thấy phần đáng ngạc nhiên nhất của cơ quan thính giác. Các sóng rung được mã hóa về phía não nhờ có 15.000 tế bào giác quan. Các tế bào mở ở gần cửa tiếp nhận liên quan đến việc giải mã âm thanh tần số cao. Và chúng tiếp tục tới tận cuối đường xoắn ốc để chuyển thành âm thanh tần số thấp. Các sóng âm thanh được chuyển thành các dòng điện nhỏ di chuyển trên một đường cao tốc lớn được gọi là dây thần kinh thính giác dẫn đến bộ não. Cơ chế thính giác phi thường này bắt đầu hoạt động sớm vào khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ để chuẩn bị cho cuộc sống của em bé trong tương lai. Ở Helsinki, Phần Lan, một nhà khoa học đang khám phá sự phát triển và sử dụng cơ chế này ở trẻ sơ sinh. Trong suốt 10 năm qua, tiến sĩ nhà tâm lý học Eno Patton đã nghiên cứu các hoạt động tiền sản tập trung vào sự phát triển các hoạt động của não bộ và cảm giác. Mục đích chính của nghiên cứu của chúng tôi đó là hiểu được việc học tập ở trẻ sơ sinh. Và chúng tôi nghiên cứu cách trẻ học, cách lắng nghe, nhận biết và phân biệt một số loại âm thanh, v.v. Chúng tôi tập trung vào thính giác vì đó là một trong những giác quan phát triển đầu tiên. Tôi nhận thấy khả năng nghe có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với trẻ sơ sinh.
Bởi vì lúc đó các giác quan khác vẫn đang có một tầm phạm vi hoạt động rất hạn chế. Đứa trẻ hầu như không thể di chuyển, nó chưa thể nếm được nhiều vị, hoặc là chạm vào hay cảm nhận những thứ ở xung quanh. Nhưng nó có thể nghe thấy những tiếng động từ rất xa, và thậm chí chúng ta có thể giao tiếp với trẻ sơ sinh khi ta đang ở trong một căn phòng. Để khẳng định lý thuyết của mình, tiến sĩ Patton đã thử nghiệm bằng cách tạo ra một loạt các xét nghiệm để phát hiện khả năng thính giác của thai nhi. Chúng tôi quyết định sử dụng một phương pháp đơn giản cho các bậc phụ huynh. Chúng tôi đưa cho họ một đĩa đã được ghi lại những từ mới được tạo ra và vô nghĩa. Làm để đảm bảo rằng những từ này không hề được cha mẹ sử dụng để nói chuyện với những đứa trẻ. Và chúng tôi đề nghị họ bật cái đĩa này 15 phút mỗi ngày. Tổng cộng, em bé đã tiếp xúc với những âm thanh này khoảng 10.000 lần để có thể đo lường được hiệu quả và những kích thích âm thanh này. Bằng chứng cho thấy bộ nhớ thính giác của chúng ta hoạt động sớm nhất là giai đoạn thai nhi ngay sau những ngày mới sinh. Một cách đơn giản nhất là phân tích các hoạt động nhận thức của trẻ sơ sinh liên quan tới những âm thanh mà nó đã nghe thấy khi còn nằm trong bụng mẹ. Kết luận mà chúng tôi đưa ra đó là, nhiều hay ít, đứa bé có khả năng học được ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Và điều này liên quan đến trí nhớ thính giác. Tất cả những âm thanh mà đứa trẻ đã nghe từ trong bụng mẹ hình thành những âm thanh quen thuộc. Và khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ có khả năng tự động nhận thức được những âm thanh này. Nhờ có môi trường thính giác này mà đứa trẻ cảm thấy ổn. Nó nhận thức được rằng nó được bảo vệ và thấy an toàn. Đây là những nhận thức đầu tiên của đứa bé. Và nếu chúng không thể học ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, chúng sẽ rất căng thẳng khi sinh ra, bởi chúng không biết chúng có thực sự được an toàn không. Sự ổn định của đứa bé được liên kết với tất cả những âm thanh mà nó ghi nhớ được trước khi sinh ra, như tiếng nói hay âm nhạc. Trong khi khả năng thị giác của trẻ sơ sinh chưa hoàn toàn hoạt động, thính giác cho phép nó một cách tự nhiên tò mò về ngữ điệu ngôn ngữ. Theo tiến trình sẽ là những từ mà đứa bé sẽ nói đầu tiên. Mặc dù đối với trẻ sơ sinh, sự xuất hiện của ngôn ngữ diễn ra vào khoảng lúc từ 2 hay 3 tuổi, nhưng đây là một tiến trình mà tổ tiên chúng ta đã mất hàng trăm ngàn năm để tạo ra một khớp nối ngôn ngữ. Và nhờ vào sự nghiên cứu hợp tác giữa cổ sinh vật học và khoa học máy tính, bí ẩn của việc sinh ra ngôn ngữ ngày nay càng trở nên rõ ràng hơn. Ở Binghamton, New York, nghiên cứu về việc làm thế nào mà những con người đầu tiên đã chuyển biến từ những âm thanh hỗn độn trở thành một dạng thức của ngôn ngữ đang là một chủ đề nghiên cứu giải phẫu quan trọng. Ở một khoa của trường đại học cổ sinh vật học, Roquam là một chuyên gia về việc nghiên cứu 3 triệu năm tiến hóa nhờ vào việc so sánh các hộp sọ của loài linh trưởng với loài người Neanderthal và Cro-Magnon. Khi nghiên cứu hộp sọ, chúng ta nhận thấy nhiều khu vực tiếp nhận dưới các giác quan. Có khu vực nhận sóng âm, khoang mũi và cuối cùng là tai, kênh thính giác bên ngoài. Hợp lại với nhau, những phần này có thể cho chúng ta biết được sự tiến hóa của khả năng thính giác. Để nghiên cứu thính giác của tổ tiên xa xưa của chúng ta, Roquam đã làm việc với một nhóm cổ sinh vật học từ Tây Ban Nha trong nhiều năm ở Sierra Atapuerca. Ở khu vực này, hàng trăm mảnh xương và hàng chục sọ người Neanderthal đã được tìm thấy khi đào sâu xuống lòng đất. Trong các mảnh vỡ khác nhau, những mảnh xương nhỏ đã được phát hiện. Những mảnh xương nhỏ nhất trong cơ thể con người, những phần quan trọng thiết yếu của tai trong. Sau 3 lần trục quét hộp sọ và các phần xương,
Dữ liệu có thể giúp tái tạo bộ máy thính giác của con người có niên đại 430.000 năm và so sánh nó với loài linh trưởng lớn. Sự khác biệt chính giữa thính giác của chúng ta và loài linh trưởng phụ thuộc vào phạm vi tần số âm thanh mà chúng ta nhạy cảm nhất, chúng ta nghe rõ nhất. Và đó là những gì mà hình minh họa này cho chúng ta thấy. Bằng cách so sánh những đường cong màu cam biểu thị thính giác của người Neanderthal và đường cong màu xanh của loài linh trưởng, nghiên cứu đã cho thấy sự khác biệt quan trọng trong nhận thức âm thanh có cường độ yếu giữa 0 đến 20 decibel. Khả năng nghe của loài linh trưởng mất độ nhạy ở tầm giữa 1 đến 1 kHz, trong khi khả năng này ở con người vẫn duy trì độ nhạy tốt ở dải tần số này. Và ở cấp độ thính giác này cho phép con người tạo ra trường âm thanh chuẩn xác hơn. Và điều thú vị nhất đó là hầu hết các âm thanh mà chúng ta sử dụng để nói chuyện với nhau đều nằm hầu hết trong dải tần số này. Một trong những điểm chính phân biệt ngôn ngữ của con người với bất kỳ cách giao tiếp nào khác của động vật, đó là việc sử dụng một số lượng đồ sộ, các âm phụ âm. Ở dải tần số này có chính xác các tần suất để phát âm ra các âm phụ âm. Điều này chúng tôi nghĩ rằng có một sự liên kết giữa khả năng nghe của chúng ta với việc chúng ta có ngôn ngữ nói. Trở lại Đại học Binghamton, nơi Ronald Miles, giám đốc bộ phận âm thanh và kỹ thuật đang nghiên cứu một con côn trùng có hệ thống nghe thu nhỏ cực nhạy, loài ruồi Omia. Trong khi giải mã hệ thống nghe siêu vi, anh ấy đã được truyền cảm hứng để tạo ra một loại microphone hiệu suất cao. Chúng tôi có một cái microphone bên trong chiếc hộp kim loại nhỏ này. Sẽ có người chơi nhạc từ chiếc cello. Và trong khi nhạc công đang chơi nhạc, chúng tôi sẽ hướng chiếc microphone này về phía cái loa. Và bạn sẽ thấy khi chiếc microphone xoay, thì âm thanh của đàn cello sẽ giảm xuống. Thay thế vào đó là tiếng từ loa sẽ tăng lên. Thử nghiệm được tổ chức trong một phòng hoàn toàn cách âm. Điều này làm hiển lộ chức năng đáng kinh ngạc và độ chính xác tuyệt vời trong việc lựa chọn các trường âm thanh mặc dù kích thước của microphone tiếp nhận cực nhỏ. Chiếc microphone này, cái chúng ta có thể thấy trên màn hình chỉ dài 3mm và rộng 1mm. Chúng tôi muốn tạo ra những chiếc microphone cực nhỏ bởi vì mà những chiếc máy trợ thính hiện đang gặp phải là một hiệu ứng mà người ta gọi là hiệu ứng bữa tiệc. Chúng ta đều biết là khó khăn thế nào để có thể nói chuyện ở một nơi mà xung quanh đầy tạp âm. Với một người có khả năng nghe tốt đã là khó khăn, chưa nói gì đến một người gặp vấn đề về thính giác, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Chiếc microphone này được tạo ra để đối phó với vấn đề này và để cải thiện các máy trợ thính khiến chúng có thể bắt âm thanh được chuẩn hơn, kích thước nhỏ gọn hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Ở khu vực hồ Le Mans ở Lausanne, Thụy Sĩ, với cùng một mục đích nghiên cứu để tăng khả năng nghe ở bất kỳ lứa tuổi nào, các kỹ sư đang cùng nhau chế tạo ra những công cụ tiên tiến với mục đích tạo ra kiểu tiếp nhận âm thanh mới. Thay vì sử dụng tai ngoài và màng nhĩ, những rung động được truyền qua chiếc tai nghe tác động trực tiếp vào xương của hộp sọ thẳng tới tai trong. Bằng cách này, âm thanh được cảm nhận bằng cách kết hợp tai trong và ốc tai cùng với những âm thanh nghe được từ tai nghe và sau đó tất cả sẽ được não bộ mã hóa. Đây được gọi là nghe đa nhiệm.
Ví dụ khi bạn đang tham gia giao thông và vẫn muốn nghe nhạc, rõ ràng không phải là một ý hay khi bạn đeo tai nghe, bởi vì như vậy sẽ khiến không thể nghe thấy tiếng còi xe xung quanh. Hoặc là đối với một số người có thể do tai nạn mà màng nhĩ không còn hoạt động nữa, nhưng họ vẫn có thể nghe bằng tai trong của họ bình thường. Beethoven, nhà soạn nhạc nổi tiếng, đã viết những bản giao hưởng cuối cùng trong cuộc đời mình, trong khi ông ấy bị điếc. Màng nhĩ của ông ấy không hoạt động, nhưng tai trong của ông ấy thì vẫn hoạt động tốt. Vì vậy, ông ấy đã sử dụng một mảnh kim loại để nối âm thanh từ đàn piano đến hàm của ông ấy. Qua hàm răng, ông ấy có thể nghe trực tiếp từ tai trong. Điều đó có nghĩa là cách thức này thực chất đã tồn tại sẵn trong tự nhiên. Nó không phải là nhờ công nghệ. Nói đơn giản thì chúng tôi có thể tái tạo chính khả năng tự nhiên này và cải tiến nó nhờ công nghệ. Tai nghe này có thể giúp chúng ta nghe rõ hơn nhờ việc kích thích trực tiếp vào phần bên trong tai của chúng ta. Khu vực này cũng sở hữu một chức năng ít được biết đến là hệ thống tiền đình. Trong mọi thời gian, dù chúng ta đang ngồi hay đang đứng, đang đi hay đang đạp xe, chúng là thứ khiến chúng ta giữ được thăng bằng. Cơ quan này nằm trong tai trong của chúng ta, giúp kiểm soát sự thẳng đứng của cơ thể trong đối trọng với mặt đất. Và nếu có bất cứ vấn đề gì trong nhận thức ngoại cảnh được truyền tới hệ thống tiền đình của não bộ, chúng thường gây ra cảm giác chóng mặt. Bất kể chúng ta đang xem một bộ phim hay đang trò chuyện với người khác, khu vực thính giác của chúng ta chiếm 8% hoạt động của não bộ. Trong cùng lúc đó, thị giác của chúng ta chiếm 25%. Và mặc dù hoạt động thính giác của chúng ta chiếm ít phần chất xám hơn, nghe và ghi nhớ những gì chúng ta nghe thấy tiết lộ những chức năng đáng ngạc nhiên của não bộ mà chúng ta thực ra mới chỉ bắt đầu khám phá. Ở thành phố Caen, vùng Normandy, nước Pháp, một nhóm các chuyên gia về khoa học thần kinh đang nghiên cứu về nhận thức thần kinh học của con người đối với lời nói và âm nhạc. Đối với Martin Gussa, việc phân tích các hình ảnh chụp cộng hưởng từ não bộ của các nhạc sĩ và những người không phải là nhạc sĩ đang đưa tới những hiểu biết quan trọng về một số chức năng thiết yếu của não bộ. Điều thú vị ở đây là ngay cả khi bạn có hai loại thông tin khác nhau như ngôn ngữ và âm nhạc, cả hai thứ đó đều là âm thanh và não bộ của chúng ta đều tiếp nhận chúng từ tai. Liệu não bộ sẽ xử lý thông tin đó theo cùng một hướng hay là sẽ phân biệt chúng ra là ngôn ngữ và âm nhạc? Chúng ta bắt đầu một chuỗi được không? Ngay giờ đây, khi bạn nghe tiếng tôi, ở vùng bán cầu não trái của các bạn có một phần rất quan trọng đang hoạt động. Vùng đó được gọi là vùng Wernicke, chuyên để hiểu về ngôn ngữ, và đó cũng là bộ phận sản xuất ra những từ mà chúng ta muốn nói. Ở bán cầu não phải, chúng tôi tìm thấy những khu vực thính giác khác hoạt động khi chúng ta nghe nhạc. Khi chúng ta cần phân tích các giai điệu cảm xúc của một tông giọng hay khi chúng ta nhớ lại những âm thanh quen thuộc. Bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng bộ não của các nhạc sĩ, tác giả Gussa khám phá ra một số quá trình đáng kinh ngạc ở vùng đồi thị của não bộ. Kích cỡ của một số phần đặc biệt này trong não bộ của những người nhạc sĩ lớn hơn so với những người không phải là nhạc sĩ. Thật thú vị vì chúng tôi phát hiện ra rằng não bộ của chúng ta sẽ tổ chức và sắp xếp lại dựa trên chuyên môn của chúng ta khi chúng ta phát triển một số loại thông tin cụ thể, và trong trường hợp này là các thông tin cụ thể về mặt thính giác. Mặc dù có vẻ nghe rõ ràng rằng nghe và chơi nhạc tăng cường một số khu vực nhất định ở não bộ, các chuyên gia thần kinh học ở Caen cho rằng nghe nhạc thường xuyên thậm chí còn mang lại nhiều kết quả có lợi cho tâm trí của chúng ta. Trước khi được thử nghiệm trên não người, các nhà khoa học đã cho thử nghiệm trên những con chuột già.
Mỗi ngày chúng lại được nghe một vài bản nhạc cổ điển. Đối với Thomas Ferre, người trực tiếp điều hành thí nghiệm nghiên cứu này, mục đích của thí nghiệm không phải là để khiến cho những con chuột yêu thích nhạc cổ điển, mà là để so sánh các vùng não bộ của chúng so với những con chuột khác ở cùng độ tuổi nhưng không được nghe nhạc. Các bài kiểm tra IQ cho chuột sẽ diễn ra ở bể bơi. Bài kiểm tra này là để đo lường trí nhớ không gian của chúng, một trong những khả năng về tâm trí rất quan trọng đối với loài chuột. Chúng tôi đo lường thời gian từ lúc con chuột được đặt ở dưới nước cho đến khi nó tìm được bờ là mất bao lâu. Và chúng tôi nhận ra rằng những con chuột đã được cho nghe nhạc có thể hoàn thành thí nghiệm này nhanh hơn so với những con chuột không được nghe nhạc. Vẫn cần phải xác định xem điều gì đã xảy ra trong não bộ Beck mỗi ngày. Chúng tôi nghiên cứu được ở đây những hiện tượng thần kinh hay là khả năng của não bộ sản sinh ra những tế bào não mới trong suốt cuộc đời chúng, ngay cả khi khả năng này giảm đi khi chúng có tuổi. Và chúng tôi cũng quan sát thấy rằng khi chúng tôi kích thích chúng bằng âm nhạc, chúng tôi duy trì được khả năng sản sinh tế bào não mới này ngay cả khi chúng già đi. Sau một công trình nghiên cứu kéo dài 6 tháng, các nhà khoa học đã nhận thấy một loạt các tế bào mới được tái tạo ở những con chuột được cho nghe nhạc hàng ngày, đặc biệt là ở những vùng não bộ liên quan tới khả năng ghi nhớ. Trong khi chờ đợi những nghiên cứu để xác định xem liệu âm nhạc có thể đem tới sự trẻ hóa não bộ ở con người hay không, các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Thần kinh ở Montpellier đang cố gắng làm chậm quá trình thoái hóa thính giác liên quan tới tuổi tác. Trong suốt cuộc đời chúng ta, tai là cơ quan duy nhất tiếp tục phát triển thêm 1 cm trong suốt 50 năm. Và từ thời điểm đó, nó bắt đầu mất dần đi sự nhạy cảm. Một nhóm các nhà thần kinh học do giáo sư Jean-Luc Fien đứng đầu đang phân tích các vấn đề liên quan tới sự lão hóa của tế bào tai trong. Bên trong tai có 15.000 tế bào lông mao rất dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hoặc tuổi tác vì hệ thống thính giác của chúng ta không có sự bảo vệ. Đó là lý do tại sao tai được hình thành để hóa âm thanh tự nhiên. Và trong tự nhiên, không có những âm thanh gây tổn thương cho tai chúng ta. Và đó là lý do tại sao tự nhiên lại không sinh ra hệ thống bảo vệ. Đối với âm thanh ở cường độ từ 80 cho đến 90 decibel thì không có vấn đề gì. Nhưng ở ngoài cường độ này, cơ quan thính giác của chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách khó khăn. Và trong các đô thị lớn, cường độ âm thanh này thường xuyên bị vượt quá. Tất cả những chấn thương nhỏ lặp đi lặp lại này khiến cho thính giác bị sói mòn sớm. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện ra một điểm quan trọng khác. Cho đến hiện nay, chúng ta đã nghĩ rằng các tế bào lông mao và lớp màng nhĩ là cấu trúc dễ bị phá vỡ nhất trong tai. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết được rằng các sợi dây thần kinh thính giác thậm chí còn mỏng manh hơn. Khi chúng bị tổn thương, những sợi dây thần kinh này sẽ không thể truyền âm thanh chính xác được nữa. Và thậm chí, đôi khi chúng còn gửi tín hiệu sai đến hệ thần kinh, do đó tạo ra những âm thanh khó chịu, được gọi là ù tai. Nhiều thí nghiệm đã được nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao các tình huống đáng báo động lại phát sinh khi hệ thống các sợi dây thần kinh thính giác này trở nên yếu đi. Từ 8 đến 10% người dân châu Âu bị ù tai khi họ phàn nàn thường xuyên nghe thấy những âm thanh như tiếng huýt sáo, tiếng rít hoặc tiếng vo ve. Những thông số này cũng tương tự như ở Quebec khi đến mùa đông, người ta phải bịt tai lại để chống lạnh.
Cả trong thời tiết giá lạnh ở Montreal, Viện Brahms, chứng ù tai được coi là một loại bệnh phổ quát và cần phải được chữa trị một cách nghiêm túc. Giáo sư Sylvie Ebe đang tạo ra một loạt các hồ sơ liên quan tới các sự cố tương tự đối với não bộ của chúng ta. Rất nhiều điều liên quan tới chứng ù tai vẫn còn là điều bí ẩn. Đó là một âm thanh chúng ta nghe thấy trong đầu hoặc trong tai mà không có bất kỳ nguồn âm thanh nào ở bên ngoài. Nó được tạo ra khi cơ quan thính giác bị tổn thương và như thế não bộ tăng âm lượng của tín hiệu thần kinh để bù đắp vào phần thính lực đã bị mất. Bước đầu tiên tiến sĩ Ebe làm đó là đánh giá mức độ chính xác của cường độ âm thanh mà não tạo ra đối với âm thanh ảo này. Để làm được như vậy, phòng thí nghiệm của viện đã phát triển một hệ thống mô phỏng thính lực độc nhất trên toàn thế giới. Hệ thống này cho phép các bệnh nhân xác định được tần số của những âm thanh gây ù tai thông qua hệ thống máy tính. Chúng chuyển những âm thanh này như một người nhạc công sử dụng bộ chỉnh âm chọn tông trên nhạc cụ thành A. Thiết bị chúng tôi đã phát triển giúp chúng tôi đo lường chính xác chứng ù tai. Nếu chúng tôi có thể xác định tần số âm thanh tốt hơn, chúng tôi có thể cá nhân hóa việc điều trị cho từng bệnh nhân. Việc đo lường chính xác này mở đường cho một loạt liệu pháp bao gồm cấy một máy phát ra âm thanh kích thích não bộ với tần số chính xác như âm thanh gây nhiễu mà nó đã tạo ra. Điều này giúp tạo ra một cảm giác quen với âm thanh, do đó giảm dần nhận thức về tần số âm thanh này. Điện não đồ cho thấy phần vỏ não thính giác giảm độ nhạy của nó với tần số này, mang sự im lặng trở lại cho một số bệnh nhân, mặc dù hiện tại nó vẫn chưa phải là một liệu pháp chữa bệnh có tác dụng thần kỳ. Mặc dù não tạo ra những âm thanh gây ù tai, may mắn thì nó đồng thời cũng có sức mạnh loại bỏ chúng, nhờ có việc tai của chúng ta vẫn hoạt động ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Bác sĩ Melanie Strauss, một nhà thần kinh học tại trung tâm giấc ngủ bệnh viện Hôtel Dieu Paris, đang nghiên cứu một chức năng còn ít được biết đến về hoạt động não bộ của chúng ta, nhưng nó lại đại diện cho 1/3 quãng đời của chúng ta. Điều gì xảy ra khi chúng ta đang ngủ? Chúng ta có cảm giác là đã không còn cảm nhận được môi trường bên ngoài, nhưng lại có thể tỉnh dậy khi chuông báo thức kêu. Quả là có một nghịch lý giữa việc hoàn toàn không tỉnh táo đồng thời vẫn có thể nghe được một âm thanh cụ thể nào đó. Để hiểu não bộ phản ứng với âm thanh như thế nào, nghiên cứu của bác sĩ Melanie đã sử dụng các phòng ngủ để kết nối trực tiếp với hoạt động của não của những người tình nguyện đã có nhiều giờ chưa ngủ. Ngay sau khi bệnh nhân đi vào giấc ngủ sâu, một âm thanh sẽ được khuếch tán và hoạt động thực tế của não bộ sẽ được tiết lộ trên màn hình. Ví dụ như chúng tôi sử dụng chuỗi âm thanh này, rồi theo thời gian, chúng tôi quan sát thấy sự phản ứng ở cuối mỗi âm thanh là khác nhau. Quan trọng hơn là những âm thanh này lại giống hệt nhau. Vậy trên thực tế, não bộ phản ứng và xác định các âm thanh khác nhau giữa âm thanh lúc trước so với âm thanh lúc sau mà nó nghe. Nghĩa là não bộ có khả năng phát hiện ra một âm thanh mới, có thể là tiếng đồng hồ báo thức. Tiếng đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng là điều mà phần lớn người ta cảm thấy không dễ chịu lắm. Tuy nhiên, khả năng tách rời của con người khỏi môi trường nhằm mục đích để duy trì giấc ngủ cần thiết và một cơ chế tự động
Chúng ta có thể ngủ mà không cần phải lo lắng về những thứ xảy ra xung quanh bằng cách nhạy cảm với âm thanh. Ngay sau khi chúng ta ngủ, não bộ sẽ giải phóng hoạt động của nó. Trong suốt giai đoạn giảm vận hành các bộ phận này, các vùng ngoại vi vẫn đang ở trạng thái chờ. Âm thanh được xử lý và được gửi đến khu vực bộ nhớ trung tâm nằm ở vùng đồi thị và vùng amidan trong não của chúng ta. Vì vậy, trong khi chúng ta ngủ, tâm trí của chúng ta có thể duy trì chọn lọc những âm thanh khác nhau. Với những âm thanh thường xuyên và quen thuộc như tiếng kim đồng hồ, bộ não ghi nhớ chúng và biết là âm thanh đó không phải là tiếng báo thức. Tuy nhiên, nếu có một âm thanh cụ thể nào đó chưa được xác định, trạng thái dự phòng sẽ kết nối lại tất cả các khu vực của não bộ để kích động việc thức tỉnh ngay lập tức. Một mối quan tâm khác đối với cơ quan thính giác của chúng ta cả ngày lẫn đêm, bất kể chúng ta đang ở đâu, Tokyo, New York hay Paris, đó chính là ô nhiễm tiếng ồn có tác động tiêu cực tới sức khỏe. Vấn đề nghiêm trọng mang tính xã hội này đang được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm âm thanh của Le Mans bởi một số chuyên gia nổi tiếng của Pháp về chủ đề này, bao gồm Simon Felix. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của chúng tôi tập trung vào các tần số âm thanh thấp bởi vì chúng có liên kết trực tiếp tới giao thông, là một trong các nguồn chủ yếu tạo ra tiếng ồn và góp phần lớn vào loại ô nhiễm tiếng ồn này. Tần số thấp dao động từ vài chục tới vài trăm Hz, và vì vậy chúng có khả năng tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Và những gì chúng tôi tìm ra trong quá trình thử nghiệm là một cấu hình lý tưởng để tránh loại tiếng ồn này. Sử dụng các mô hình mô phỏng một khu phố hay một đường phố, một loa phát ra sóng âm và một microphone di động đặc biệt để ghi lại sự lan truyền của sóng âm là những công cụ mà Simon Felix sử dụng để phân tích cách mà tai của những người khách bộ hành hay những cư dân của căn hộ trên tầng 4 tiếp nhận âm thanh. Nghiên cứu âm thanh này cũng cố gắng dự đoán âm thanh tác động trên các địa điểm đô thị khác nhau. Trường hợp lý tưởng không phải để tạo ra sự im lặng hoàn toàn hay là giảm thiểu mọi tiếng ồn. Điều làm cho âm thanh trở nên dễ chịu là sự kết hợp của nó liên quan tới chức năng của khu vực não bộ tiếp nhận âm thanh đó. Một trung tâm thương mại liên kết với âm thanh của thang cuốn, các quán cà phê và hàng loạt các hoạt động khác của con người. Trong khi, trong một khu dân cư, người ta lại muốn nghe thấy những âm thanh yên tĩnh hơn, giống như trong tự nhiên. Vậy nên, hết sức quan trọng để cung cấp thông tin này cho các nhà đô thị hóa, cũng như các kiến trúc sư, các công cụ để tổ chức những không gian đô thị nhằm nâng cao chất lượng âm thanh xung quanh. Các thành phố trong tương lai sẽ tập trung hơn vào các loại âm thanh đã được chọn lọc nhằm giảm tình trạng hỗn loạn tiếng ồn ngày nay. Tuy nhiên, ở các khu vực giao thông đòi hỏi một loại nghiên cứu âm thanh khác. François Dubois đang nghiên cứu các chiếc tàu cao tốc, nơi sự thay đổi mức độ âm thanh không chỉ phụ thuộc vào chuyển động mà còn phụ thuộc vào mức độ tiếp nhận của con người. Tai của chúng ta có khả năng che giấu âm thanh, và kết quả là đôi khi chúng ta có thể bị che giấu một phần hoặc hoàn toàn. Chúng ta có thể không nghe thấy một âm thanh nào đó bởi vì có sự hiện diện của một âm thanh khác. Ví dụ như nếu ở cuối khoang, chúng ta có thể nghe thấy tiếng của điều hòa nhiệt độ. Đồng thời cũng có âm thanh của máy biến áp, đó là một âm thanh rất ồn. Khi tàu dừng, chúng ta có thể nghe thấy chúng, nhưng khi tàu di chuyển, chúng ta nghe thấy chúng nhỏ hơn, thậm chí là hoàn toàn không nghe thấy. Mục tiêu của tôi là cung cấp cho các kỹ sư những công cụ mà họ cần, cho họ biết mức độ của âm thanh, không cần phải quan tâm tới máy biến áp hay hệ thống thông gió nữa, bởi vì tai của chúng ta sẽ hoàn toàn không nghe thấy chúng.
Tôi cố gắng tính hết đến các chức năng của tai, chứ không chỉ là tần số decibel, cái mà trong phần lớn thời gian cho phép chúng ta đo mức độ tác động của âm thanh. Mặc dù François Dubois phân tách âm thanh để định hình chúng vào vùng thoải mái hơn, cô ấy không thể định hình âm thanh ở mức độ cực nhỏ hoặc cực lớn ở cuối thang đo. Chúng khác biệt với các âm thanh cổ điển và tương ứng với rung động của các tế bào hay sóng giữa các vì sao. Nhờ phát minh của hệ thống tai siêu nhân, chúng ta có thể giải mã sự im lặng chứa đầy thông tin quan trọng cho tương lai của cơ thể chúng ta và cả vũ trụ của chúng ta nữa. Tại khoa vật lý Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, một nhóm nghiên cứu đang tiến hành các thí nghiệm trên thang đo nano, có nghĩa là một phần tỷ của mét. Với sự trợ giúp của kính hiển vi, một thành viên trong nhóm đang bơm các hạt vàng vào một chất lỏng. Sử dụng những tia laser, nhà vật lý học tài năng này sẽ bẫy một trong những hạt này và tạo ra một hiện tượng lạ thường. Với hạt này, chúng ta có thể sử dụng nó như một chiếc microphone cực nhỏ, bởi vì nó sẽ cảm nhận tất cả những rung động trong môi trường chất lỏng xung quanh. Ví dụ như lắng nghe chuyển động của bất cứ ai bơi xung quanh. Nó được sử dụng như một cái tai thật, nó cảm nhận những rung động trong môi trường cũng như tai người. Ở đây, các tế bào máu đỏ bị rung lắc bởi chùm tia laser khi người ta rung một cái chuông, khiến cho một hạt vàng cạnh nó bắt được sóng rung động. Quan sát này trong phần vô cùng nhỏ bé của chúng cho phép chúng ta xác định xem các tế bào là cứng hay mềm, chúng khỏe mạnh hay bị ung thư. Tai nano trở nên vô cùng quý giá trong việc chẩn đoán, miễn là người ta có thể giải mã những âm thanh này. Khi nghe những tín hiệu này, chúng tôi vấp phải một vấn đề, đó là những âm thanh này đều ở tần số rất thấp, ở một mức độ quá là yên lặng đối với tai con người có thể nghe được. Vì âm thanh truyền qua hạt vàng yếu dưới 10 lần khả năng nghe của chúng ta, việc nghe âm thanh vô cùng yếu này được biểu thị thông qua một đường cong thị giác trên màn hình. Các tần số khác ở đầu kia của quang phổ tai người cũng không thể nhận biết. Để bắt được chúng, nhà vật lý thiên văn đã lựa chọn việc sử dụng những cái tai khổng lồ và từ trên cao. Trên cao nguyên Bơ ở dãy núi Dauphine-Alpes của nước Pháp, ở độ cao hơn 2.500 mét, hệ thống Noema sở hữu hệ thống thính giác mạnh mẽ nhất ở Bắc Bán Cầu. Với 12 anten sẽ sớm được lắp đặt, Roberto Neri, nhà thiên văn học của đài quan sát, chỉ đạo một loạt điều chỉnh để tạo ra một cái tai khổng lồ, rất nhạy cảm với sóng năng lượng được phát ra từ không gian bên ngoài. Những sóng điện từ này được đo trong chỉ vài mm là những dấu hiệu mà chúng tôi đang cố gắng giải mã bằng hình ảnh được tạo ra từ máy tính. Chúng ta có thể quan sát các hành tinh và bầu khí quyển của các hành tinh này, nhưng thậm chí chúng ta có thể tiến xa hơn và quan sát các ngôi sao đầu tiên hình thành trong thiên hà chúng ta, cũng như khám phá ra các thiên hà xa xôi hơn và thậm chí cho tới tận các hạt nhân thiên hà và quan sát được những lỗ đen ở trung tâm của các vật thể này. Vì chúng phải chịu các điều kiện của khí hậu khắc nghiệt, các bộ phận của mỗi anten cực nhạy cảm này đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên. Những dấu hiệu mới trong thế giới thiên văn học sắp xảy ra. Cùng lúc đó, các anten tại cao nguyên Bơ sẽ được kết hợp với những địa điểm ở Chile hay ở Hawaii.
Hành tinh của chúng ta từ đó sẽ trở thành một cái tai rất to, có khả năng lắng nghe tất cả các sóng siêu âm đến từ khắp vũ trụ. Từ những nhận thức của âm tiết đầu tiên cho tới giải mã sự im lặng, sự tiến hóa của thính giác con người dường như là vô tận. Hay như nhà thơ Pháp Paul Valéry từng nói, nghe bảo vệ biên giới, nơi mà tầm nhìn của chúng ta không còn tới được nữa.